Xin chào tất cả mọi người, mình là Tata. Hôm nay mình sẽ làm một vlog đầu tiên về sống du học sinh của mình tại Sydney, Australia. Và đây là những giây phút đầu tiên mình hạ cánh xuống sân bay. Nói chung là cảm giác thì cực kỳ là sung sướng và hạnh phúc, vì đây là ước mơ của mình đã nuôi dưỡng trong vòng suốt hơn một năm trời. Mình bắt đầu đi loanh quanh trong sân bay, nhưng mà cảm giác thì có lẽ là không được như mình tưởng tượng, vì sân bay Sydney mình thấy khá là nhỏ và không được đẹp, lung linh, hoành tráng như là sân bay ở Singapore hay là Malaysia, các sân bay quốc tế khác. Sau khi đã suôn sẻ, nhẹ nhàng đi qua hết tất cả các cửa hải quan thì cuối cùng mình cũng ra đến bên ngoài rồi. Mọi người nhìn nè, mình thật sự đã đến Úc rồi. Ngoài trời thời tiết rất là đẹp. Giờ thì mình bắt đầu đi siêu thị. Và đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái máy mà tự mình thanh toán ấy. Tức là mình không cần có thu ngân, mình tự mình thanh toán tất cả các đồ luôn. Sau đó thì mình có nước cho và mình sẽ thơ. Đây là cái phần cloud. Chơi trò chơi và ăn tối. Sau khi đã làm hết tất cả các thủ tục check-in và các hành lý thì mình bắt đầu xuống phố đi dạo tham quan thành phố Sydney. Khi đi trên đường thì có khá nhiều người hỏi mình đến từ đâu và về mái tóc của mình, thì mình đã rất tự hào trả lời rằng mái tóc này của mình được làm ở Việt Nam. Và nếu như mái tóc này làm ở Úc thì mình nghĩ chắc chắn là rất đắt, khoảng tầm 600 đô. Đây là ga trung tâm Central Stations. Đây là ga lớn nhất ở Sydney. Mọi người có thể nhìn thấy là khung cảnh rất là cổ kính. Sau đó mình đi train đến một nơi mà tất nhiên rồi tất cả mọi khách du lịch đều tới, đó là nhà hát opera và cầu Harbour. Bởi vì là mình sang Úc du học là chỉ có một mình thôi, không có quen họ hàng, bà con, thân thích, bạn bè, bất kỳ một ai ở Úc hết. Nên là những ngày đầu tiên ấy, mình thường chỉ là cứ kéo một cái vali nhỏ đi loanh quanh, tự tham quan, rồi tự tìm trên mạng internet những nơi hay ho mà mình muốn đến. Mọi người có thể nhìn thấy cái biển quảng cáo flatmate.com.au, thì đây cũng chính là trang web mà mình đã tìm được phòng trọ đầu tiên tại Sydney, là qua cái trang Flatmate này. Mọi người thấy là mình bắt đầu kiểu vali đi qua đi lại đó cứ như vậy. Hình như nhầm đường. Lại kéo lại. Đó, cứ kéo vali đi, kéo vali tới, kéo vali lui, cứ như vậy mấy ngày trời ở Sydney thôi. Mình đi loanh quanh thì lạc vào một ngôi trường trông rất là đẹp và cổ kính. Thì nhìn lại hóa ra là trường TAFE. Là trường TAFE là trường rất nổi tiếng ở Sydney, vừa là trường dạy nghề và vừa là trường đại học, rất là nổi tiếng. Mọi người thường nói là sau khi tốt nghiệp trường TAFE thì thường là sẽ mình không phải đi xin việc, mà thường là các nhà tuyển dụng họ sẽ đến và nhận sinh viên một viên của trường TAFE, vì trường này đào tạo rất là tốt. Và đây cũng là ngôi trường mà mình cũng khá vân vân khi mà định
chọn lựa học khóa patisserie của mình, nhưng mà học phí ở đây cũng khá là mắc, nên là mình có lẽ là mình sẽ không học trường TEF này. Nhưng tất nhiên đây là cũng là một địa điểm mà mình nghĩ là mình sẽ phải tới. Thực là khi mình chia sẻ những clip như này thì cũng hơi phân vân, vì là mình sợ là mọi người xem và thấy kiểu buồn cười ấy. Vì mình đi chơi chỉ có một mình thôi nên thường là sẽ mang theo một cái tripod. Sau đó thì đến những nơi mà mình thích thì mình sẽ dựng cái tripod đấy lên và lấy điện thoại để quay lại những khoảnh khắc đó. Và sau đó mình sẽ chọn ra những cái tấm khoảnh khắc đẹp nhất để làm ảnh. Tại vì mình đi một mình thế nên cũng không thể biết là mình chụp cái góc nào là đẹp được, nên là mình sẽ thường là quay lại. Và mình nghĩ đây cũng là một cái tip rất là hay cho những bạn mà nếu như phải hay đi du lịch của mình như mình. Đây là một buổi chiều hoàng hôn điển hình ở thành phố Sydney. Và nơi mình đang đứng ở đây là khu Darling Harbour. Thì đây là khu vực mà những đôi tình nhân họ thường rất hay lui tới, bởi vì khung cảnh rất là lãng mạn. Và đặc biệt hơn nữa là sẽ có bắn pháo hoa vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần.
khoảng từ 8 rưỡi đến 9 giờ sẽ bắn pháo hoa trong vòng 15 phút. Thế nên là tất cả mọi người nếu như có kế hoạch đến với Sydney thì đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Theo mình được biết, khi mọi người biết thông tin này thì thường nói với mình là ôi sao bang New South Wales giàu thế mà những bang khác thì không có được những cái điều đặc biệt như vậy. Thì theo mình nghe nói được thì là cái việc bắn pháo hoa này là do các công ty, các khách sạn lân cận với khu Darling Harbour này họ tài trợ để thu hút khách đến với khu này và sử dụng dịch vụ của họ, chứ không phải là do chính phủ tài trợ. Thì mình cũng không biết điều đó có đúng không, nhưng mà dù như thế nào cũng được, bởi vì mỗi tối thứ bảy đều có bắn pháo hoa xem là thích rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog đầu tiên của mình tại Úc, và xin hãy subscribe để mình có thêm động lực làm thêm những vlog khác nữa nhé. Bye bye.